And as COVID-19 cases soar in Vietnam, hundreds of checkpoints have sprung up to enforce a strict lockdown in the capital, Hanoi, where even grocery trips are restricted. Take a look. Mình thấy cái việc mà đi chợ chia theo ngày như thế này thì rất là, nó cũng có một chút tác động rất là tích cực trong cái việc phòng chống dịch Covid. Thứ nhất là để cho người dân giãn cách, rồi là hạn chế tập trung đông người ở chợ. Nó chỉ có một cái khó thế này, tức là phường theo phường. Thì chúng tôi có khi là phường cùng phường này, nhưng ở lên chợ này là xa. Còn chợ ngay gần chúng tôi thì lại không được đi. Đấy, nó là như thế. Chứ còn thì như thế này là sắp xếp là tốt cho chính sách của nhà nước là đúng thôi. Vietnam's capital.